COVID-19 là một trong những đại dịch lớn nhất, nguy hiểm nhất mà nhân loại từng trải qua. Chính lúc này, đất nước Việt Nam, chế độ chính trị xã hội tại Việt Nam đang được dư luận khắp năm châu cảm phục vì đây là một nhà nước thực sự, vì con người, một xã hội đầy tính nhân văn. Đại dịch COVID-19 là cuộc sát hạch nghiêm khắc, làm lộ rõ những hạn chế của nhiều nhà nước trên thế giới. Ở Mỹ, đến ngày 7 tháng 4, 12.895 người đã tử vong vì COVID-19. Thậm chí, quan chức Nhà Trắng còn dự tính, trong những tháng tới, nước Mỹ có thể mất tới 240.000 người do dịch này. Nhiều nước phát triển khác cũng điêu đứng vì dịch bệnh này với hàng vạn người tử vong, như Italy đã có 17.127 người tử vong, Tây Ban Nha 14.045 người tử vong, Pháp 10.328 người tử vong, Anh 6.159 người tử vong. Trong khi đó, Việt Nam chưa thể so sánh với các nước nói trên về tiềm lực kinh tế, y tế, khoa học công nghệ thì đến ngày 7 tháng 4, đã có 122 người khỏi bệnh, chưa có ca tử vong nào. Đó chính là, nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng tính mạng, sức khỏe của công dân, của con người, hệ thống chính trị của Việt Nam có năng lực thực hiện những điều tốt đẹp đó. Có một thực tế đau lòng đang xảy ra tại một số nước trong đại dịch COVID-19, đó là người yếu thế đang bị bỏ lại phía sau, không có cơ hội được chữa bệnh. Kể cả khi được điều trị thì tiền viện phí ở nhiều nước là quá cao, cho thấy những điều bất cập trong thiết kế chính sách an sinh xã hội. Câu chuyện của bệnh nhân Dania Skinny, Mỹ phải trả tới 34.927 USD viện phí, tương đương hơn 800 triệu đồng khi điều trị COVID-19, cho thấy người nghèo không có bảo hiểm y tế, khi bị bệnh thì nguy cơ mất mạng là rất lớn. Theo ước tính, tại Mỹ có khoảng 27 triệu người không có bảo hiểm y tế. Những người không có bảo hiểm y tế, e ngại khi phải đi xét nghiệm COVID-19 vì sợ, nếu mắc bệnh phải trả viện phí cao, rồi lại cố đi làm vì sợ mất việc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến dịch lây lan mạnh ở một số nước. Khi quyền sống, khi tính mạng, sức khỏe không được bảo đảm thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trong đại dịch COVID-19, người Việt Nam ở khắp nơi đã về nước và được Tổ quốc giang vòng tay bao bọc. Họ trở về vì ở Việt Nam, họ được an toàn hơn, được nhà nước thực sự chăm lo, cho hưởng các chế độ trong thời gian cách ly phòng dịch và khám, điều trị COVID-19 miễn phí. Tại Việt Nam, ngay từ đầu dịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp phòng chống dịch và chỉ đạo, chống dịch như chống giặc. Thủ tướng cũng tuyên bố sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đây là tuyên bố được truyền thông các nước ca ngợi về tính đúng đắn, sự quyết đoán, sự dũng cảm của lãnh đạo Việt Nam. Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, mà nhà nào ở nhà đó. Chúng ta chưa phải tuyên bố cái tình trạng phong tỏa của thành phố hoặc là tỉnh này tỉnh kia. Nhưng nói chung là cái cuộc di chuyển qua lại hiện nay còn quá đông. Mà theo chúng tôi nhận định, đây là cái nguồn gây di nhiễm rất lớn. Và như vậy mới có thể cứu được thủ đô và những thành phố lớn. Những hành động phòng chống dịch đã ngay lập tức được thực hiện quyết liệt, đã sớm mang lại sự yên tâm cho người dân. Qua dịch bệnh COVID-19 càng thấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam, một thể thống nhất từ đảng, chính quyền, đoàn thể, mặt trận, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị xã hội. Nhờ tinh thần đoàn kết một lòng đó, đà lây lan của dịch đang được kiềm chế. Chúng ta không chủ quan với dịch COVID-19, vì vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, cần phải tiếp tục nêu cao ý thức, mỗi người dân là một chiến sĩ để đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, với những gì đã diễn ra trong thời gian qua, mỗi người, trong chúng ta càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, vào sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, vào con đường phát triển của đất nước. Chúng ta tin rằng đất nước, dân tộc ta sẽ sớm vượt qua thời khắc đầy thử thách của dịch COVID-19, phát triển bền vững và trường tồn.